Tuy mũi bình thường thích sông hương, nhưng mà đối với xạ hương thì luôn xa lắm nó, không dám động đến một chút nào. Hộp keo trị thương này là gia truyền của nhà Lăng Dung. Li Phi cho thần thiết keo liền sẹo này, quả nhiên bôi thuốc vào vết thương lành ngay cả chút sẹo cũng không còn. Trong keo liền sẹo có chứa xạ hương, có phải không? Phải.